Cô tên Phạm Nguyễn Thanh Dung, là giáo viên trường tiểu học A thị trấn Nguyễn Luông, huyện Bình Chánh mới, tỉnh An Giang. Cô rất vui và đồng hành cùng các em trong tiết dạy. Trước khi bắt đầu lớp học, cô mời các em lấy sách giáo khoa, vở bài tập và bút chì. Đến với tiết tự nhiên xã hội tiếp theo, cô mời các em lắng nghe bài hát Ba ngọn nến lung linh và cho cô biết gia đình của bạn nhỏ trong bài hát có mấy thành viên, đó là những ai. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến. Ba ngọn nến lung linh, ha ha ha, thắp sáng một gia đình, ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Gia đình bạn nhỏ có ba thành viên, đó là ba, mẹ và con. Hằng ngày các em được ông bà, ba mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo. Vậy khi trong gia đình có việc không vui thì các em cần ứng xử như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 1 Gia đình của em, tiết 2. Bài học hôm nay chúng ta đi vào hoạt động khám phá. Hoạt động khám phá có 4 hoạt động. Chúng ta đi vào hoạt động 1, cách ứng xử của các thành viên trong gia đình bạn An. Các em mở sách giáo khoa trang 10, 11. Cô nhắc lại biểu tượng cho các em nhớ. Bóng đèn tỏa sáng là hoạt động hình thành phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu. Quan sát tranh 1 ở trang 10. Đây là mẹ của An. Mẹ của An bị làm sao vậy các em? À, mẹ của bạn An bị ốm. Mọi người trong gia đình đã ứng xử như thế nào khi mẹ An ốm? Ứng xử nghĩa là đối xử với nhau trong quan hệ đời sống hàng ngày. Các em quan sát tiếp tranh 2, tranh 3. Mọi người trong gia đình đã đối xử như thế nào khi mẹ của An bị ốm? À, tranh 1, mẹ của An bị ốm. Tranh 2, bố đưa mẹ đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Tranh 3, chị gái của An dùng khăn chườm trán cho mẹ. An bưng cháo mời mẹ ăn. 4, chị gái của An và An đã biết quan tâm chăm sóc khi mẹ bị ốm. Nếu mẹ các em chẳng may bị ốm thì em quan tâm chăm sóc như thế nào? Cô khen các em đã biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mẹ. Không chỉ bằng hành động, dù chỉ là lời nói con yêu mẹ hay lời hỏi thăm động viên cũng làm mẹ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, mau khỏi bệnh. Chúng ta sang hoạt động 2, liên hệ bản thân. Các em hãy liên hệ thực tế bản thân mình, xem các thành viên trong gia đình đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nhau. Ở hoạt động này, các em có thể trao đổi với anh chị, người thân của mình. Các em nhé!
Các em bấm dừng lại. Bao giờ trao đổi xong thì các em bấm tiếp tục. Chúng ta học tiếp nhé. Cô khen các bạn đã biết quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Các em cần thường xuyên dành những lời nói, những hành động yêu thương của mình đến ông, bà, ba, mẹ, những người thân yêu của mình. Các thành viên trong gia đình em yêu thương, chăm sóc nhau. Để giúp các em nhận biết cách ứng xử đúng trong gia đình, chúng ta sang hoạt động 3, ứng xử trong gia đình. Các em quan sát tranh 1, 2, 3, 4, trang 11. Xem cách ứng xử của mỗi bạn trong tranh và cho cô biết em chọn cách ứng xử nào, vì sao? Cô khen những bạn có câu trả lời đúng. Tranh 1. Bạn trai đang chơi đá bóng trong khi mẹ dọn dẹp đồ dùng học tập cho mình. Hành động ứng xử chưa tốt. Tranh 2. Sau khi làm vỡ bình hoa, bạn trai biết khoanh tay xin lỗi mẹ. Hành động của bạn trai ứng xử tốt. Tranh 3. Hai bạn gái giành giặt gấu bông với nhau. Việc làm của hai bạn ứng xử chưa tốt. Tranh 4. Bạn trai lễ phép khoanh tay chào hỏi ông bà khi đi học về. Hành động của bạn trai ứng xử tốt. Như vậy, tranh 2, 4, biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa sai. Lễ phép khoanh tay chào hỏi ông bà khi đi học về. Khoanh tay chào hỏi người lớn, đó là hành động ứng xử tốt. Tranh 1, tranh 3 là hành động ứng xử chưa tốt. Các em phải biết giúp ba mẹ làm việc nhà vừa sức mình. Học xong, phải biết gấp sách vở gọn gàng ngăn nắp. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. Anh chị em trong nhà, yêu thương nhau, không giành giặt đồ chơi với nhau. Đưa nhận vật gì cũng phải bằng hai tay và phải biết nói cảm ơn. Em ứng xử đúng với các thành viên trong gia đình thì em sẽ là đứa trẻ ngoan và được mọi người yêu mến. Để củng cố thêm kiến thức của chúng ta ngày hôm nay, biết cách ứng xử đúng trong gia đình, cô mời các em mở vở bài tập trang 6, làm bài tập số 3. Hãy dùng bút đánh dấu tích vào ô trống ở những tranh thể hiện việc nên làm. Cô khen những bạn làm bài đúng. Tranh 1, bé đấm lưng cho bà là việc nên làm. Tranh 2, hai bạn nhỏ xếp quần áo giúp mẹ là việc nên làm. Tranh 3, bạn trai làm nũng giận dỗi mẹ là việc không nên làm. Tranh 4, hai bạn gái giành giặt gấu bông với nhau là việc không nên làm. Bản thân của mỗi người trong gia đình phải có hành động ứng xử tốt thì gia đình mới vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân, gia đình, ứng xử, đó cũng là từ khóa của bài học ngày hôm nay. Các em hãy đọc lại từ khóa của bài này cùng cô nhé. Bản thân, gia đình, ứng xử. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Cô mong rằng qua bài học này, ở nhà các em thực hiện được một số việc làm quan tâm đến ông bà, ba mẹ, anh chị em trong gia đình. Quan sát tìm hiểu một số việc làm khi sinh hoạt gia đình của mọi người trong nhà để chuẩn bị cho bài học sau. Cô đến đây là hết rồi.